Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop. À không, Lightroom. Thì đây là một cái series, cái clip đầu tiên của series xử lý nhanh và chữa cháy, ý là sử dụng cho những cái bức ảnh mà các bạn thuộc vào cái diện là không biết phải làm thế nào. Ý là cầm cái bức ảnh xong mà không biết phải làm cái gì với nó. Có thể các bạn chụp lưu niệm chẳng hạn. Thì lúc đấy thì cái công việc blend màu này nọ thì nó tỏ ra nó hơi khó chọn lựa. Ví dụ mình không biết là phải blend cái màu gì vào trong đó, nó có liên quan tới nội dung của hình không, rồi nó có nổi bật chủ thể không. Thì những cái đó thì lúc đó nó hơi quá sức, bởi vì mình đang cần sử dụng nhanh mà, thì mình sẽ không có thời gian để mà làm những cái việc mà suy nghĩ về ý tưởng rồi nội dung này nọ nữa. Thì mình sẽ phải làm những cái bước nào để mà làm cho nó nhanh nhất nhưng mà đạt cái hiệu quả cao và phù hợp với đa số những cái ảnh. Thì đây mình sẽ hướng dẫn sử dụng một cái chương trình nó tương đối gần gũi với Photoshop là Adobe Photoshop Lightroom. Thì cái này mình thấy nhiều bạn xài cho nên là mình làm cho cũng không có sao. Yên tâm là mình cũng biết Lightroom chứ không phải là mình chỉ biết về Photoshop không. Ở tại công ty của mình đang làm việc thì khoảng 80% công việc là mình sử dụng Lightroom. Rồi, nhưng mà lời đầu tiên thì mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi cái channel của mình. Trong vòng nửa năm qua thì đã có khoảng 5.000 sub với 158.000 lượt view. Thì cũng thông tin là nó có khoảng 2.000 lượt like và khoảng 8 cái dislike. Cái đấy là cái nó nằm vượt ngoài tầm mong đợi của mình lúc mình mới bắt đầu làm cái channel này. Rồi, và thì các bước và import hình rồi xử lý hình các thứ, không import hình và caption keyword các thứ thì mình sẽ không nói tới bởi vì nó không có liên quan gì trong vấn đề này. Nhưng mà mình sẽ chỉ có sử dụng chỉ cho các bạn cách sử dụng duy nhất một cái phần là basic, phần chỉ sửa basic cả thôi. Không đụng với curve rồi step toning detail lên. Detail với lane correction cho mình sẽ sử dụng. Effect thì với camera calibration là không nè. Rồi ok. Thì với một cái hình như thế này của bác Dương Võ thì mình xin phép sử dụng cái stock của bạn, bởi vì bạn đã share trên group, mình xin phép lấy thì mình làm cái tool này. Với cái hình này thì không phải là nó không có biết phải blend làm sao, nhưng mà nó cũng có thể sử dụng cái kỹ thuật này, bởi vì ví dụ như các bạn trong trường hợp các bạn cần giao hình cho khách thật nhanh chẳng hạn, chụp xong rồi tối ngày ban chiều chụp xong buổi tối về xử lý hình là khuya hôm đấy là có thể gửi cho khách luôn được rồi. Nhưng mà với một kết quả nó hợp lý và nó đem lại kết quả nó đẹp mắt chứ không phải là thuộc dạng là làm nó bừa bãi đâu nha. Rồi, ok, bước đầu tiên là chúng ta sẽ phải xử lý cái lens correction. Chúng ta xuống cái dòng lens correction phía dưới này ha, và mặc định ở đây nó như có cái tab như thế này thì mình sẽ sử dụng tab profile và color. Trong phần profile này các bạn chỉ cần click vào enable profile correction. Đối với file raw thì các bạn sẽ có thể sử dụng cái này, nhưng mà đối với file jpeg nó không có lưu lại cái thông tin gì thì các bạn click vào đây nó sẽ không có cho các bạn chọn lựa, và cái mục này gần như là vô tác dụng với jpeg. Nhưng mà đây bởi vì đây là hình chụp raw nè, các bạn bấm chữ y ngắn ha để hiện thông tin này ha, chụp raw nè, thì nó lưu được những cái thông tin đó về cái lens các bạn đang sử dụng là gì, thì Lightroom nó sẽ hiểu bạn đang sử dụng lens đấy và nó sẽ sử dụng cái thông tin của nhà sản xuất rằng cái lens đấy đang bị lỗi gì. Ví dụ như ở cái Canon này, hình như cái này là Canon 5D Mark II thì phải, với sử dụng cái lens là 85 f/1.2L thì nó có những cái lỗi là bị tối góc hơi nặng, tối góc và bị méo cái góc. Các bạn có thể để ý cái vùng ngoài này nè, trước nè và sau khi mình click vào enable profile correction. Tuy nhiên là với có một số cái ống kính góc rộng, ví dụ như fisheye chẳng hạn 16 chẳng hạn, 10 15 16 chẳng hạn, thì các bạn click như thế này thì nó sẽ giảm, nó sẽ tự động nó căn chỉnh lại cho nó thẳng những cái đường, như vậy là nó sẽ gần như là nó cái ảnh của bạn bị crop. Thì lúc đó các bạn sẽ phải chỉnh lại cái amount này, đưa nó về không thì nó sẽ đúng cái định dạng hình mà mình mong muốn, đó là cái hiệu ứng của cái lens đưa lại chứ không phải nó là lỗi, nhưng mà cái Lightroom thì nó nhận là lỗi. Rồi ok, qua phần color này mình sẽ click vào remove chromatic
vibration. Thì khi mình tích vào đây thì nó sẽ khử cho mình những cái viền tím. Tất nhiên là nó không vì nó không khử hoàn toàn đâu, bởi vì nếu khử hoàn toàn nó sẽ bị xám cái vùng đó lại. Nhưng mà ở cái lane này nó có vẻ hơi bị nặng, nó không có vấn đề gì. Các bạn thấy có thể chỉnh tay nè, cái phần màu tím này kéo lên chút xíu, nhớ là chút xíu thôi nha, không nó sẽ bị xám kiểu như này nè, nhìn lên mặt mẫu này lúc đầu ha, bạn kéo quá tay nè, rồi nó xám nè, có những cái vùng xám nhìn thật gớm, cho nên là nhẹ thôi, tôi đang là 5 mà được rồi. Ok ha, là xong tới phần detail này. Cái này cũng quan trọng bởi vì mình thấy nhiều bạn làm tương đối ẩu cái phần này, không biết là các bạn ẩu nhưng mà có thể các bạn chưa rành. Thì đặc biệt là cái phần sharpening, các bạn kéo lên rất là mạnh tay, thì cái phần sharpening này các bạn kéo mạnh tay như vậy á thì nó không có thực dụng, không có thực sự có tác dụng. Bởi vì các bạn tuy kéo lên nhìn nó có nét thật đấy, nhưng mà vô tình các bạn làm cho nó bị noi đi. Bạn để ý ha, cái vùng ngoài này, khi chúng ta kéo cái này lên á thì Lightroom nó sẽ add những cái, nó sẽ thêm những cái vân vân, những cái vân á giống kiểu chấm 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 ở những cái vùng toàn bộ hình luôn. Thì vô tình mình tăng nét nhưng mà mình cũng tăng noi luôn, thì đó là cái điều mà không thật cần thiết. Chúng ta sẽ chỉ tăng một cái mức độ giới hạn, mình cũng không có cái khung hoàn toàn, nhưng mà mặc định với mình á thì với những cái ảnh máy ảnh crop chẳng hạn thì mình khoảng cỡ 50-60, còn full frame thì từ khoảng cỡ 70-80 gì đấy. Và nhớ nha, sau khi click chỉnh lên đây rồi, dụ mình nên để 60 đi, chỉnh cái phần amount này rồi nhớ để masking. Các bạn kéo phần masking lên, các bạn có thể đè phím atlas nè và kéo lên là các bạn sẽ thấy cái vùng này nó đang hiển thị rằng những cái vùng trắng là những cái vùng mà nó sẽ thêm những cái vân nó vào, tức là nó sẽ chỉ nét ở những cái vùng này thôi, còn những cái vùng này nó không có thêm vân để làm nét làm cái gì hết, vì đây đâu có chi tiết gì để mà làm nét đâu ha. Nhớ nha, nhớ masking nha. Rồi tiếp tục noise correction, noise reduction là mình sẽ tăng lên chút xíu, ISO 50 ít thôi, khỏi cần cũng được á. À, được rồi, xong phần này ha, detail và lens correction. Rồi tiếp theo tới phần basic này, thì chúng ta sẽ phải để ý cái histogram. Các bạn để ý ha, cái histogram này mặc định nếu như muốn bức ảnh nó thật sự nó đẹp và nó tương đối hài hòa về màu sắc á, tất nhiên là không kể đến cái bức ảnh nghệ thuật ha, một bức ảnh bình thường hài hòa về màu sắc thì nó sẽ đầy đủ những cái chi tiết từ vùng tối nhất, vùng black cho tới vùng white. Và cái như cái highlight như cái histogram này chẳng hạn, thì ở cái vùng black này nè nó đang thiếu, cho nên là các bạn cảm thấy là những bức ảnh của mình nó hơi bị đục, nó không có đủ cái độ đen, nó không có đủ độ đen, cho nên là nó làm hơi, nó hơi bạc. Thì chúng ta sẽ phải biết là một điều là chúng ta phải kéo cái black này xuống nè, kéo black xuống, chưa cần biết là nó như thế nào nha, mình cứ kéo black xuống làm sao để cho mình trải đều cái white này nè, kéo ra cho nó trải đều ra đã, rồi những cái việc khác chúng ta làm sau. Rồi như các bạn đã thấy, chúng ta mới chỉ kéo black và white để cho cái phần biên này nó vừa chạm vào đây, phần biên này nó vừa chạm vào đây và nó tạo ra cho chúng ta một cái bức ảnh rất là tốt rồi. Nhưng để làm tốt hơn một tí xíu nữa là những cái vùng highlight và shadow. Highlight và shadow, hai cái dòng này là những cái vùng này này, nhưng mà cái tác dụng của nó là nó lấy lại cho chúng ta những cái chi tiết ở vùng trắng và vùng ở vùng sáng và vùng tối. Ở vùng tối thì tương đương với shadow và lấy chi tiết ở vùng sáng thì tương đương với lại highlight, tức là những cái vùng mà bị cháy sáng á, ở mức độ vừa phải khi chúng ta kéo highlight xuống thì nó có thể giúp cho chúng ta lấy lại được những cái chi tiết ở cái vùng đó, tức là nó sẽ giảm sáng xuống. Tuy nhiên là những bức ảnh quá cháy rồi chẳng hạn thì nó sẽ không lấy lại được. Cho nên là các bạn nhớ chú ý, nếu các bạn có đi chụp hình á, các bạn để ý cái histogram trên máy của mình, đừng để nó chèn hết qua bên phải, nếu như mà các bạn không có cái dụng ý nghệ thuật gì khác mà chỉ có muốn một bức ảnh bình thường chẳng hạn, bức ảnh đẹp bình thường, hài hòa và ai cũng nhìn được, thì chúng ta phải cân nhắc điều đấy khi chúng ta
nhìn thấy histogram chúng ta bị đẩy quá nhiều bên này thì biết đường mà chỉnh lại làm sao đó cho bức ảnh nó tương đối tối hơn chút xíu. Ok ha, tiếp tục là highlight shadow. Tuy nhiên ở cái highlight này nè, cái bức ảnh bình thường á thì vùng tối vùng sáng các bạn cần chi tiết, nhưng mà ở vấn đề ở đây á, chúng ta đang chỉnh ảnh ngược sáng cho nên nó tạo ra những cái ven tóc rất là đẹp. Khi chúng ta giảm sáng, giảm cái highlight xuống á, thì vô tình chúng ta làm mất đi cái highlight ở những cái vùng sáng đó đi, không còn đẹp nữa. Cho nên ở bức ảnh này á, chúng ta tăng lên một chút xíu, làm hơi ngược lại so bình thường ha. Đối với ảnh bình thường, ví dụ như là này chẳng hạn, một số chi tiết ở đây bị mất chi tiết, chúng ta kéo xuống nó sẽ lấy lại một số cái chi tiết. Nhưng mà ở bức ảnh này á, thì không, mình không có vùng nào bị cháy, nhưng mà nó có cái highlight và mình cần cái highlight đấy. Đấy, cái vùng ven này nè, mình cần cái sự cháy đấy để nó đưa lại cái cảm giác đẹp. Ok ha, nó sẽ tăng lên tí xíu thôi. Rồi shadow ở đây cũng không có vùng nào cháy tối cho nên là thui á, cho nên là mình cũng để chút ít tương đối thôi, giảm đi tí xíu thôi để cho nó hơi tối lại tí xíu và nó tạo ra cái chiều sâu. Rồi tới bước này bắt đầu ẻ cái contrast vào. Ok ha, mình giảm rất là nhẹ. Rồi mình sẽ tăng tiếp theo nữa là tăng cái màu sắc lên, là cho nó no màu lên. Có một số bạn đẩy saturation, nhưng mà mình khuyên nếu như tăng màu ảnh bình thường á thì tăng vibrance, bởi vì tăng cái này á nó khác nhau một chút xíu. Saturation thì nó sẽ tăng về màu những cái màu sơ cấp chẳng hạn như là màu đen, không màu xanh, màu đỏ, màu vàng chẳng hạn, xanh đỏ vàng rồi xanh lá chẳng hạn. Khi chúng ta tăng cái saturation lên á thì làm cho bức ảnh cái màu ta nó hơi gắt và nó quá mạnh. Còn vibrance á, thì nó tăng cái màu sơ cấp thôi, màu thứ cấp nghĩa là những cái màu trộn từ những cái màu sơ cấp, và kết quả chúng ta đẩy lên á thì nó sẽ đẩy lên một cách rất là nhẹ nhàng và nó phối hợp từng màu với nhau và lên một cách đồng điệu thì nhìn nó sẽ hài hòa hơn. Đây mình sẽ tăng lên chút xíu. Rồi clarity tăng lên tí xíu thôi. Ok, vậy là cơ bản là đã sử dụng xong. Các bạn có thể bấm cái phím gạch thẳng từ trên xuống á. Mình sẽ coi before và after hoặc bấm y dài. Rồi đây là trước và sau khi chúng ta sử dụng cái kỹ thuật vừa rồi mình đã hướng dẫn. Các bạn có thể thấy một những cái kỹ thuật cực kỳ đơn giản và không có sử dụng cái preset nào hết. Ok ha, như các bạn thấy ở đây có vẻ cái mặt của người mẫu hơi 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 tối cho nên mình sẽ sử dụng cái vòng gradient filter và đẩy cái exposure, đẩy sáng lên chút xíu và quay của người mẫu, nhớ take invert để mà nó làm sáng phía trong ha, và đẩy feeder lên để mà cho cái biên nó mềm lại. Ok, tiếp theo nữa là xóa mic rack. Cái rack là xóa được rồi, xóa hết đi. Ok, xong. Ở bức ảnh này thì mình không thấy nó sai về cái trắng, cân bằng trắng nhiều, mình không chỉnh nữa. Ok, các bạn có thể thấy cái tác dụng của cái cách chỉnh này rất là nhanh gọn và có thể áp dụng cho gần như toàn bộ bức ảnh, trừ những cái bảng nghệ thuật ra nha, ví dụ như là ảnh high key hay là low key chẳng hạn, các bạn cần tối nhiều hoặc cần sáng nhiều á thì lúc đó nó lại là một cái việc khác. Ví dụ như là cái bức ảnh này chỉnh xong rồi, giờ mình muốn đưa nó qua cái bức hình khác chẳng hạn, như bức hình đâu rồi ví dụ như bức hình này đi, xinh ha. Ôi luôn. Ok, mình cảm thấy tối, có thể chỉnh lại tí xíu. Mẹ, vậy là chỉnh lại từ đầu là làm gì nữa. Rồi cũng là những cái bước mà mình đã nói ha. Rồi, Y nè, đưa Y lên.
shadow. Rồi, highlight ở đây vùng mặt của bạn mẫu này có vẻ hơi sáng quá. Mình sẽ giảm highlight xuống một chút xíu và nó sẽ đưa lên những cái khối của khuôn mặt, tức là đưa lại những cái chi tiết ở vùng bị cháy đó. Ok ha, shadow ở đây không có gì. Rồi ok, đơn giản ha, và nó làm cho anh ta trông rất là tự nhiên và rất là trong trẻo theo cách gọi các bạn. Rồi ok, bài hướng dẫn này tới đây là kết thúc ha. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và ủng hộ mình suốt nửa năm qua, và mình chưa biết khi nào mình có thể không biết là có thể mình sẽ dừng lại không, nhưng mà mình không biết lúc nào mình cạn vốn, cho nên là mình sẽ cố gắng hết sức, mình sẽ truyền đạt hết những gì mình có thể cho các bạn. Rồi hy vọng các bạn thích cái tút này ha, vui lòng share và like nếu các bạn thích. Xin cảm ơn.